Xin chào toàn thể anh em 50 đây, giờ mai dừng nha. Lại là mình đây. Rồi anh Chu, hello anh em cái ở. Bữa giờ anh Chu vắng mặt lâu rồi. Hello anh em. Có kêu dứt không? Dứt. Nhỏ ấy, dứt lại á. Dứt lại. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục làm clip thôi mai dừng nha, cho anh em sưu tầm. Rồi anh em cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em xem clip xem thích cây nào ủng hộ, hợp gu cây nào ủng hộ em dứt. Rồi anh em xem kênh mình nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh nha anh em nha. Ok anh em. Rồi mình vào việc thôi anh em ơi, không để anh em mất thời gian nữa. Cây đầu 15. Tiên nha, cây năm vành 55 anh em à. Cao 53. Trời. Đế nè anh em à. Đế bao đẹp luôn nha. Đế cực kỳ vip luôn. Đế phi xì á. Đến gà. Đấy, đế á, đế khủng không anh em. Đế cực kỳ đẹp luôn. Rồi anh em, cây này là nó có một cái miếng lũa thép trên này nè anh em nè, thấy không? Lũa tự nhiên nha anh em nha. Đấy, tự nhiên nha. Rồi ok anh em yêu thích cái này liên hệ mình, chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi, một cây khá lực nha anh em nha. Cây của anh Chu đi thì là cây lực không anh em à. Đế nè, đế phê luôn. Đế đẹp không anh em à. Đó, anh Chu đang lục vỏ, bóc tem. Anh Chu chuyên bóc tem lại mấy con gơ sinh nữa. Theo tự nhiên nha anh em nha. Cây khá đẹp luôn. Lực luôn, bóc phê. Rồi quanh tâm cây bộ chi đẹp không anh em à. 50 cao 45. Rồi quanh 50 cao 45 nha anh em nha. Đấy cây cái bộ chi cây làm nhanh ra cây anh em à. Cây này trồng chậu 60 nha. 50 thôi, ít chậu nó đẹp. Trời, các chậu 50 nữa. Rồi ok anh em. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ mình rất. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây mai khá đẹp luôn anh em à. Nãy hình ảnh nét đẹp lại luôn. Giờ tối quá, không nét lắm không. Yeah. Cây đế khá đẹp luôn nha anh em nha. Đế cực kỳ đẹp. Rồi cây này có một số thiệu lũ âm thăng rất là đẹp nha anh em nha. Tự nhiên. Ủa, tự nhiên rất là đẹp. Cây có một cái chì phóng ra. Khô vạch đạn. Cây khá đẹp luôn. Rồi, anh em yêu thích cái này liên hệ mình nha anh em nha. Vành 58. Rồi vành 58 anh em, cao. Cao 40. Rồi vành 58 cao 40 nha. Chơi, giúp. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi, quay ngược lại chỗ. Chà, bạc đạn khô anh em ơi. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi, một cây đế khá đẹp luôn nha anh em nha. Đế khá vip luôn. Chi cũng ok. Đế à. Đế cực kỳ vip luôn. Rồi Hoành Châu ơi, cây nó có một chi phóng da nha anh em nha. Dựng đỉnh gióc ngọn. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hoành Tâm. Ừ, nó dợp chỗ đây luôn rồi. Cái miếng này chứ, nó bị bể chỗ đây. 53. Cao. Cao 56. Bay ra nhiêu? Chi phóng da. 38. Rồi đứng lại, đứng đó luôn, đứng vị trí đó, chụp tấm hình đó. 50 giúp nha đi. Tao lấy cái thế đặt chụp đèn vàng lại chú. Luôn lấy dài lấy. Ừ, nhắm mắt rồi, đọc thiệt chứ. Rồi xuống đây, đây làm cây nữa vô đủ à. Bể đây bự em chưa à. Bể nó bự không? Phải ra bước kêu ơi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Tới suối đây rồi á. Rồi tiếp tục thôi, một cây khá đẹp luôn nha anh em nha. Một cây đế khá đẹp luôn nè anh em. Đế nè. Bạc đạn hơi khô anh em. Đế cực kỳ đẹp luôn anh em à. Đế quá vip luôn. Cây gióc ngọn luôn. Cây nó có một miếng thẹo đây thôi à.
cây liền lạc nó luôn. Rồi quanh quanh. Rồi cây này cây cuối clip nha anh em nha. 52. Vành 52. Cao 61. Rồi vành 22 cao 61 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình nha. Rồi cảm ơn anh em. Tối nha anh em. Đã theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em nha. Rồi anh em xem kênh mình nhớ like đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Tạm biệt anh em. Rồi ở mình trời thì đang chuẩn bị mưa. Ok anh em nha. Hello anh em, lại là mình anh em. Mình lại tiếp tục đi săn phơi nha anh em nha. Mình gặp được một em mai rừng bồng cát nở cực kỳ đẹp luôn. Cây này quá đẹp. Hoa cực kỳ đẹp luôn anh em à. Nở rất là dày nha anh em. Hoa của em đó là anh em. Tròn 5 cánh rất là đẹp. Nè anh em. 5 cánh nha anh em nha. Nhị xòe. Chắc là kính luôn. Hoa cực kỳ đẹp, cánh bầu anh em à. Hoa này mà chơi chơi hoa nào nữa anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em à. Hoa tuyệt vời quá. Nè anh em. Búp nha, búp đỏ nè anh em. Búp lửa luôn nha. Búp đỏ quá trời đỏ luôn. Khá đẹp luôn em. Nở dụng vàng với cây luôn. Em thấy. Hoa tuyệt vời quá anh em. Hoa này mà em chơi chơi hoa nào nữa anh em. Tròn cây luôn. Cây bên này nở cũng đẹp nữa anh em. Hoa khá đẹp. Cây đây cũng là một cái cây khác. Hoa cũng tạm được, không đẹp bằng cây kia. Cây này nó hoa dày quá trời dày luôn cho. Hoa tươi màu rất là đẹp anh em. Nụ nụ chùm không anh em. Nụ chùm luôn. Khá đẹp. Ok anh em nha.